Buổi sáng mình lên nè các bạn, hôm qua thì mình về hay mình kết thúc video. Giờ mình lên đây thì nước lớn, ở đây thì mất tiêu cái xe luôn, các bạn chỉ còn thấy cái ghế ngồi nè. Hôm nay thì nghe nói thì có mấy tờ đang lại các bạn dưới xe khẩu của mình. Mình coi mấy anh làm cách nào ha. Thôi đừng bỏ luôn, bạn thiệt hại cho chủ xe rất là nhiều luôn các bạn. Rồi cầm dài lên bờ luôn, mấy tờ cứu hộ thôi các bạn ha. Mấy anh bây giờ đang buộc xích ở dưới, mình không có quay được nữa. Cầm dài lên cũng chịu tiếp luôn các bạn. Hy vọng là vô lên đi các bạn, cho chủ xe ta khỏe. Cái thiệt hại rất là nhiều luôn à. Không khác người bờ. Bữa đó cẩu cây nhãn này nè các bạn, cẩu cái nhãn này nè, đưa qua tới đó đó rồi. Dưới đây nè các bạn, dưới đây thì thẳng cần ra gì thì... thẳng cần ra nhưng mà cẩu không nổi các bạn, thẳng cần quá không nổi, nước vô cái đầu phà quá rồi rút càng làm kẹp rồi giờ... lật luôn các bạn, lật xe luôn. Tới giờ bữa nay nó 3-4 bữa rồi. Anh bữa nay cứu tiếp nữa nè, đang một giây rồi hồi cái tờ xe cứu hộ rồi vô các bạn, như mấy xe rồi lôi tiếp. Các bạn lúc đầu ở trên kéo vào đó để mình quay qua và mình quay cho các bạn xem nha. Đó con xe cứu hộ đây, tờ lên các bạn, tờ trên xe luôn. Xe càng dài chịu, không ba đẳng chịu nữa các bạn. Bây giờ
kìa, kéo vô tiếp. Nè các bạn, xe để cứu hộ đấy à. Thâu dây vô nữa hả? Ở cáp thì con 07 cái gần dài nó chịu nè. Rồi, xe cứu hộ. Đang vô đó các bạn. Kiếm cái gì thôi, không có lý gì. Quá trời lặng rồi. Kiếm là ống xích các bạn. Mua tóc dài tóc mượn, mua đồ mũ, mua sắt dụng, mua tủ lạnh thư đây. Đồng tích. Xe kéo vô tiếp rồi, dài dài không. Dài,
ở trên bờ hai ông đó chịu thôi khùng luôn. Chưa buộc dây được nữa kìa. Cáp tờ nó nhỏ quá. Người người ngồi trong cái gầu ở dịch luôn mà ổng lên ổng buộc dây với bạn đó, bước đầu ra thấy không.
Đức Cáp hay vậy? Đức Cáp xe ấy hay vậy? Chiếc tàu đó biết không? Dây đó sao vậy?
các bạn. Kéo cái hút luôn rồi mới đi lại được. Thank you.
nữa các bạn. Rất là lần này. lâu không? Lại luôn. Lại xích đây luôn chút. Dây mới tới. Cái bổ châu là cho cái xe này móc bị kéo lên ba xe đậu luôn các bạn. Chiếc xe cứu hộ, xe 03 căn nhà. Thank you.
nước rồng rồi các bạn, nước rồng ló xe lên rồi.
kéo vô sát bờ đó các bạn, nó gầm rồi bơm mới được. Hiện giờ cái tích nó ló lên, kéo lên sát bờ rồi đó các bạn. Nên là kiếm khách khác nữa nè. Cầu cho mau lên luôn các bạn ơi. Thấy mấy anh rất là cực khổ luôn. Chị chủ xe gì nữa các bạn, chủ xe. Có anh này anh chủ xe đấy các bạn.
kéo giờ nước gồng lên đó được, bây giờ bơm đó các bạn.